Ủa, có ai mà tự nhiên quá vậy? Hả? Đâu có ai mà tự nhiên lục lọi vậy? Ừ, không phải có con đâu. Đâu có được vậy. Trời ơi, làm như của mình vậy đó. Trả đây. Ừ, trả cho ba đi. Ừ, của ba mà. Rồi, không có phá nè. Nè đâu? Nhẹ xíu đâu? Ừ. Ôi chà. Nhẹ xíu đâu cả. Sao mà không chạy xe nè, xe của con đây nè. Đó. Trả đồ cho ba. Rồi, vậy quá đi. Hãy